Mặc dù là Phan không làm đội trưởng ở mùa 2 nữa, nhưng mà rất là may mắn đã được cộng tác chung với hai bé trong chương trình, đó chính là Kim Chi và Lam Giang. Ở Kim Chi thì có một cái sự nhẹ nhàng, dịu dàng cũng như là sự ngọt ngào, đầm thắm của một cô gái là bắt đầu hơi hơi ở độ tuổi hơi trưởng thành một tí rồi. Và còn ở Lam Giang thì lại có một cái sự hồn nhiên, ngây thơ và nhẹ nhàng khác. Ở hai bé thì là Phan nghĩ là nếu mà đặt lên bàn cân mà để cân xem là bé nào hay hơn bé nào thì rất là khó, bởi vì mỗi người sẽ có cho mình một cái tính cách khác nhau. Rồi anh nghĩ rằng là với sự trình bày riêng từng tiết mục và sự kết hợp trong màn đấu thì đây sẽ là một tiết mục rất là khó cho giám khảo để có thể chọn ra bé nào làm tốt hơn bé nào. Tôi đã từng đánh cho rất nhiều các nghệ sĩ rồi, nhưng mà đây có lẽ là một nghệ sĩ nhỏ nhất Việt Nam khi tôi đánh đàn, mà lại đánh ở một thể loại âm nhạc cổ nhất Việt Nam, tức là hát ca trù. Thì phải nói là bé Tú Thanh là tiếp thu rất là nhanh. Hiện nay xin nói lại một lần nữa, nó chưa có một nghệ sĩ nhí nào bé như Tú Thanh hát nổi và đánh được phách và đánh được giống như thế này, chưa có. Tôi rất mừng và cảm ơn chương trình. Hãy cùng đón xem đêm chung kết được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2016 trên kênh HTV7.